Xin giới thiệu với mọi người, đây là những quả đầu đã ra nhé. Đó, đây là những quả đầu. Đây là những bông hoa đầu sáng nay mới nở này. Nhìn nó rất đẹp đúng không? Đây, đây là những bông hoa đầu nhé. Bông hoa đầu nó có hình cánh bướm này, màu tím này. Đó, nó rất là đẹp. Đây, đây là những tua đầu và những bông hoa đầu này. Nó nở xong rồi nó sẽ khô lại và nó thành quả như thế này. Và những quả như thế này thì nó không bị xấu hết, thì nó sẽ lên rất đẹp. Đây, những quả đầu nhỏ này khi đã rụng hoa này, và những quả đầu đã lớn này, nó sẽ lớn dần dần như thế này. Đây, rất nhiều quả đầu đúng không? Đó. Và những cái tua này thì mình phải ngắt đi, không để cho nó lên nữa. Cái này là mình bỏ đi được rồi. Còn đây là những cái ngô này thì nó bị rầy ăn và sâu ăn. Đây, nó rất là nhiều sâu. Đây, đây là bông cờ rất đẹp nhá. Đó. Đây là những cái rau ngô hồi xưa mình hay chơi, những rau ngô là cứ vuột nó như thế này này, xong rồi tịt nó lại. Hồi đó tịt tóc búp bê nhưng dễ thương lắm. Rất là đẹp. Đó, vườn đầu sáng nay nó đang nở bông này. Nó nở bông rất nhiều. Bên này thì rất nhiều đầu. Đó. Và cái tua đầu này thì mình cứ ngắt đi. Tua đầu này có rất nhiều kiến, đang với con rầy ở trên á. Mình ngắt bỏ nó đi, không nên giữ nó lại. Đây, những con bọ xịt này rất nguy hiểm cho cái đầu, mình cần phải xử nó ngay. Đây, nó ăn này, nó ăn bông hoa đầu không còn một cái gì luôn. Như vậy thì làm sao mà có trái được nữa. Đây, những quả đầu này đã bị những con rầy ăn này. Không nên để rầy lại. Rất nhiều rầy. Quá nhiều rầy luôn. Vớt rát được phần nào thì vớt thôi. Đấy. Sạch xinh như đấy.